của tất cả quý vị trong ngày hôm nay là niềm vinh hạnh lớn lao đối với cô dâu chú rể. Còn bây giờ ở bên cạnh chúng tôi là tiệc rượu để cô dâu chú rể rót những ly rượu nồng, tỏ lòng thành kính công ơn dưỡng dục tới thông gia hai gia đình bốn họ đã về dự và chung vui cùng với gia đình. Xin trân trọng kính mời hai bạn nào. Bây giờ chú rể bắt đầu cầm chai rượu lên nào. Cô dâu đỡ tay vào chai rượu đi ạ. Đúng rồi, chúng ta cùng nhau rót nào. Nâng cao chai rượu một chút nữa nào. Dặn nhanh đi ạ. Một chàng phát thật nồng nhiệt hơn nữa cho các bạn trẻ đi nào thưa quý vị. Thưa quý vị, đúng là nhớ chàng như nhớ làng vàng, khát khao vì nếp, mơ màng vì duyên. Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng, như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng, như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây. Và nhớ chàng ra ngần vào ngây, vì ông Tơ Nguyệt đã xe em lấy chàng. Vâng, chai rượu tiếp theo xin mời chú rể tiếp tục. Chúng ta tiếp tục tha tay như luôn anh ạ. Các bạn tiếp tục rót nào. Mạnh tay lên một chút. Đón xuân đang về với. Được rồi, chú rể có thể dừng tay và bạn rót vào hai ly. Hai ly thôi ạ. Hai ly mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn ở bên trên. Đây là những ly rượu nồng mà cô dâu chú rể sẽ rót ra để cùng uống rượu sau môi. Cảm ơn sự hiện diện của các ông, các bà, các cô chú anh chị đã về dự và chung vui cùng với đại lễ của đoàn trẻ. Bây giờ các bạn cầm cho mình mỗi người một ly và đứng ra giữa hội trường ạ. Bên em anh say trong hành.